Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3401 đó là biểu hiện của tốc độ nhanh đến cực điểm. Đường Tuấn đẩy Vũ Vô Thương ra và tiếp chiêu. Ánh sáng bạc từ hai lông mày hóa thành một tấm lưới, bao phủ Đường Tuấn. Vũ Vô Thương và Mạnh Thiển đều sững sờ, chỉ thấy bóng dáng của Đường Tuấn trở nên mờ ảo trong ánh sáng bạc. Đó là biểu hiện của tốc độ nhanh đến cực điểm. Đại thần thông, đây là phiên bản đầy đủ của đại thần thông. Vài người lại kinh ngạc. Đám người như Mạnh Thiển và những người khác được coi là thế hệ vô cùng tài năng, nhưng họ chỉ lĩnh hội được bán thức đại thần thông mà thôi. Những gì mà Đường Tuấn thể hiện bây giờ đã là một phiên bản hoàn chỉnh của đại thần thông. Loại tài năng này đã vượt qua bọn họ. Đây có còn là cái đuôi mà họ vẫn luôn coi thường hay không? Mạnh Thiển, không phải anh nói anh ta bị quân diệt ma của anh đuổi ra ngoài sao? Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt rất ảm đạm. Trong giây lát Đường Tuấn đã đấu với Viên Đại một vài chiêu, gần như ngang tài ngang sức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện mười mấy chiêu chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt hoài nghi của những người khác nhìn về phía Mạnh Thiển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối với những người tu luyện tài năng như vậy, bao nhiêu căn cứ đều lo cất giấu như một kho báu, quân diệt ma lại ngu ngốc đến mức vứt bỏ anh ta. Đây thực sự là một vấn đề đáng nghi vấn. Sắc mặt Mạnh Thiển trắng xanh, hết sức xấu hổ. Anh ta không thể nói rằng Đường Tuấn bị đuổi ra ngoài vì Chu Tước Thần Quân. Trên sân, Đường Tuấn và Viên Đại đã đánh 9 chiêu. Đường Tuấn cuối cùng cũng nhận ra được cường giả ở cấp độ tiểu tôn giả cường đại như thế nào rồi. Đại thần thông của anh đã được nhận ra trong khe phong ma, đó là một loại đại thần thông về tốc độ, có thể thi triển đến cực hạn và thậm chí có thể hòa nhập vào không gian. Nhưng Viên Đại từ đầu đến cuối đã tự nhốt mình, căn bản không cách nào thoát ra được. Để cho tôi xem người có được sức mạnh bổn nguyên phi thường như thế nào. Viên Đại thu lại hai hàng lông mày trắng như tuyết. Có hai đoàn tia bạc đang ngưng tụ trong mắt nó. Một lúc sau, hai tia sáng màu bạc bật ra từ sâu bên trong mắt nó. Đại thần thông, Viên Đại cũng thi triển đại thần thông. Đường Tuấn cảm thấy một mối nguy hiểm mạnh không gì sánh được đang đến gần. Anh không chút do dự kích hoạt vòng tròn thần bí. Chương 3402 đao nhất, Ngao Vấn Thiên. Viên Đại hét lớn một tiếng, hai tia sáng màu bạc bắn ra khỏi mắt nó lớn hơn một chút. Cái gì? Anh ta có phải là người kiểm soát sức mạnh bổn nguyên không? Vẻ mặt của Vũ Vô Thương và Giang Hàn Nguyệt lại thay đổi. Vũ Vô Thương cuối cùng đã hiểu tại sao cô ta có thể vượt qua cấp độ thứ hai. Nhất định là vì Đường Tuấn. Làm sao có thể là anh ta? Mạnh Thiển nắm chặt tay. Bổn nguyên. Họ chỉ nghe qua mà thôi. Người ta nói rằng ngay cả các tôn giả có cầu cũng không có được loại năng lực này. Vài người nhìn Mạnh Thiển với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Thực lực cường đại như vậy, lại còn có sức mạnh bổn nguyên, nhất định là tiềm lực cổ tốt nhất, nhưng lại bị quân diệt ma đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ đầu của Mạnh Tinh Hà bị con lừa đá sao? Chết tiệt! Tên này quá lợi hại đi! Sắc mặt của Mạnh Thiển tái xanh vô cùng, trong lòng giống to, không được. Vì anh ta đã bộc lộ thực lực của mình, nên đừng trách tôi. Lần ra ngoài này, nhất định phải nói với cha tôi, để cha tôi diệt trừ anh ta. Nếu không, tương lai thực lực của anh ta trở nên mạnh hơn, sẽ đến lượt chúng ta gặp nạn. Tâm trí mỗi người đều khác nhau. Trong hiện trường, vòng tròn được ngưng tụ bởi pháo lực của Đường Tuấn cuối cùng cũng bị hai ngọn đèn bạc của Viên Đại đánh bại, bị đánh tan nát. Hai sợi ánh sáng màu bạc trực tiếp xuyên qua bả vai của Đường Tuấn, gần như đánh nát toàn bộ cánh tay của anh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc trước thực lực của Viên Đại và Đường Tuấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Viên Đại nhất định ở cấp độ tiểu tôn giả, Đường Tuấn vậy mà có thể sống sót dưới công kích toàn lực của đối phương, thành tích này khá tốt. Trong số tu sĩ cùng cảnh giới, rất ít người có thể đạt tới bước này. Đao nhất, Ngao Vấn Thiên. Trong đầu mọi người không khỏi hiện lên hai người này. Trong số những tu sĩ cùng cảnh giới, hai người này hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Mà bây giờ, trong vô thức bọn họ xếp Đường Tuấn với hai người họ. Người ta nói rằng anh ta đã đánh bại Ngao Vấn Thiên cách đây không lâu.
Lúc đó huyết mạch tổ long của Ngao Vấn Thiên vẫn chưa thức tỉnh, nhưng thực lực của anh ta cũng rất tốt. Chương 3403 chỉ là Đường Tuấn có chút lo lắng. Xem ra Đường Tuấn cũng không kém bọn họ quá xa. Giờ phút này, mọi người đều đánh giá Đường Tuấn rất cao. Sắc mặt Mạnh Thiền đen lại. Đường Tuấn càng thể hiện tốt, nỗi sợ hãi và không cam lòng trong lòng anh ta càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là cách người khác nhìn anh ta giống như nhìn một kẻ ngốc, điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Sau khi Viên Đại thi triển đại thần thông, đã qua 10 chiêu. Đường Tuấn đã chịu được 10 chiêu đi, dựa theo quy tắc, Đường Tuấn đã thắng rồi. Nhưng Viên Đại dường như không muốn dừng lại, khí thế trên người vẫn mạnh mẽ như cũ, trong mắt nó hiện lên ý chiến đấu. Nó đưa tay ra, tháp Phật sau chấn động một hồi, biến thành một tháp Phật nhỏ bị nó khống chế. Một cỗ hàm xúc thú vị tỏa ra từ tháp Phật thượng lưu. Đạo khí, tháp Phật này rõ ràng là một kiện đạo khí. Sức mạnh của Viên Đại vốn đã rất đáng sợ, có đạo khí trong tay, thực lực mà nó phát huy ra chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể miêu tả. Thật hiếm có người có được sức mạnh bản nguyên, tôi thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tranh tài này. Viên Đại cười tâu toét, để lộ ra vẻ bướng bỉnh. Oanh một tiếng, bàn tay lớn của Viên Đại vung lên lật tháp Phật. Một tia sáng chói lọi bắn ra từ ngọn tháp, uy lực của nó không hề thua kém đại thần thông lúc trước. Đường Tuấn vội vàng né tránh. Sức mạnh kinh hoàng bùng lên, phá tan không gian sau lưng Đường Tuấn nổ nát. Sắc mặt của Vũ Vô Thương tái nhợt, Mạnh Thiền ở một bên giễu cợt, nói, Vũ Vô Thương, cô đừng lãng phí khí lực của mình. Ha ha, Viên Đại chỉ đang chỉ điểm tu vi của anh ta và sẽ không giết anh ta. Chỉ điểm. Vũ Vô Thương nhìn hai bóng người chiến đấu trên không trung, không gian thỉnh thoảng vỡ tan, sức mạnh bùng nổ có thể dễ dàng giết chết một cường giả cùng cấp cô ta. Đây cũng là chỉ điểm. Phòng. Đường Tuấn không kịp né tránh, bị một bàn tay to đè lên ngực, cả lồng ngực ập vào, trông rất đáng sợ. Đường Tuấn phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là người tu luyện tiểu tôn giả cấp nhất, Viên Đại cười cười. Không còn vẻ tốt bụng của lão Phật gia trước kia, toát ra khí thế hung hãn, kiêu ngạo, dữ tợn, hóa ra sức mạnh bổn nguyên cũng chỉ có vậy. Chương 3404 thí luyện kết thúc. Chủ phong ma có thể nhận ra vòng tròn thần bí, có thể những người khác trong lĩnh vực này cũng có thể nhận ra nó. Một khi tiếp xúc, chỉ sợ nó sẽ gây ra nhiều rắc rối. Viên Đại cười điên cuồng, tia sáng trong tháp Phật càng thêm chói mắt. Thí luyện đã kết thúc. Tiền bối thật sự không muốn dừng lại sao? Đường Tuấn trịnh trọng nói. Viên Đại không đáp lại, nhưng ánh sáng trong tháp Phật lại càng chói mắt. Đường Tuấn thầm thở dài, đành phải chuẩn bị để kích hoạt vòng tròn thần bí. Nhưng vào lúc này, một phiến tinh hải từ trong không khí xuất hiện. Một tiếng gầm chàm thấp vang lên từ tinh hải, rồi đánh vào tháp Phật trong tay Viên Đại. Hào quang trong tháp Phật mờ ảo. Tinh hải cũng tan vỡ. Để lộ ra một đầu quái vật tu khổng lồ bên trong. Với thân thể cao hàng chục thước, bên ngoài thân thể lóe ra một chút hào quang, giống như một tinh hải. Lại là thiên tinh mãng. Nhìn thấy thiên tinh mãng đang giữ trước mặt Đường Tuấn, Viên Đại ngơ ngác một chút, lông mày nhíu lại nói, tránh ra. Nó đối với thiên tinh mãng có chút sợ hãi, không dám trực tiếp động thủ. Thiên tinh mãng thấp giọng gầm gừ, truyền đạt một ý, thí luyện đã kết thúc. Viên Đại vẻ mặt lạnh lùng nói, thử thách có kết thúc hay không, tôi có tiếng nói cuối cùng. Thiên tinh mãng, thí luyện kết thúc. Sắc mặt Viên Đại có chút ảm đạm, ánh sáng trên tháp Phật chập chờn, cuối cùng nó thu tháp Phật lại, nghiêm nghị nói, thí luyện đã kết thúc. Nó nhìn Đường Tuấn cười tâu toét, yên tâm, về sau có cơ hội giao thủ. Hoàng Kim Viên này không có nhiều ác ý với Đường Tuấn, chỉ là quá hiếu chiến. Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất không nên bại lộ vòng tròn thần bí ra ngoài. Viên Đại liếc nhìn Vũ Vô Thương và nói, coi như cô đã vượt qua thử thách này. Đây là lệnh bài của các đệ tử bên ngoài cung Hỗn Nguyên. Nó bắn ra một luồng hắc quang, và luồng hắc quang đó ngay lập tức chui vào trong cơ thể Vũ Vô Thương. Viên Đại giải thích, lệnh bài này dành riêng cho cô, một khi cô chết, lệnh bài sẽ tiêu tan. Ngoài ra, một số đặc quyền của các đệ tử bên ngoài cũng có thể được biết sau khi cô tinh luyện lệnh bài. Trên mặt Vũ Vô Thương lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Đường Tuấn.
Ngay từ đầu buổi thí luyện, cô ta đã không có hy vọng vượt qua thí luyện lần này. Cô ta thậm chí còn tức giận khi kết hợp với Đường Tuấn. Chương 3405 tiếp theo sẽ an bài cho anh. Nhưng bây giờ, nhờ Đường Tuấn, mà cô ta đã vượt qua thí luyện. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt đều có cảm xúc lẫn lộn, có hâm mộ, có ghen thích. Ai có thể ngờ rằng người đứng sau trong mắt bọn họ lại trở thành hắc mã lớn nhất trong thí luyện lần này. Khi rời khỏi không gian thí luyện, nhất định phải để cho cha nuôi tìm cơ hội đuổi anh ta đi. Khóe miệng Mạnh Thiển giễu cợt một cái, trong lòng đã có ý muốn giết người. Sau khi nhìn thấy thực lực và tiềm năng của Đường Tuấn, anh ta càng sợ hãi. Thí luyện này khá đặc biệt, vì vậy tôi cần xóa một số ký ức của các người về nơi này. Lúc này, Viên Đại lạnh lùng nói. Nụ cười của Mạnh Thiển đột nhiên đông lại, anh ta ngay lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Anh ta trở nên kinh hãi và run rẩy, không được. Ngài không thể làm điều đó. Một khi những ký ức về Đường Tuấn này bị xóa, sau khi thoát khỏi không gian thí luyện làm thế nào anh ta có thể nói với Mạnh Tinh Hà nghĩ cách tiêu diệt Đường Tuấn? Đây không phải không gian để anh ta phát triển sao? Anh ta không dám tưởng tượng một khi Đường Tuấn phát triển trở thành cường giả ngang hàng tiểu tôn giả, có thể tưởng tượng ra số phận của anh ta và Mạnh Tinh Hà. Những người khác không tức giận nhiều. Chỉ đáng ngạc nhiên là Cung Hỗn Nguyên lại coi trọng Đường Tuấn và sử dụng các biện pháp bảo vệ như vậy. Một số người cảm thấy thông cảm cho sự cuồng loạn của Mạnh Thiển. Viên Đại chế nhạo nói, tôi cũng có thể cho anh lựa chọn khác, chết ở chỗ này. Giọng điệu lạnh lùng và không có chút gì là đùa cợt. Thân thể Mạnh Thiển run lên, tức giận nhìn Đường Tuấn, như muốn khắc sâu anh ta vào trong tâm trí. Hừ hừ. Viên Đại hừ lạnh một tiếng, vẫy tay. Những tia sáng ngưng tụ từ một nơi nào đó trong không gian thí luyện, bao phủ 7 người bao gồm Vũ Vô Thương và Mạnh Thiển. Tiếp theo sẽ an bài cho anh. Chương 3406 cảm ơn sư phụ. Nó đánh ra một luồng sáng màu vàng kim, hào quang bắn vào trong cơ thể Đường Tuấn. Viên Đại chợt nói, đây là lệnh bài của đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên, anh từ từ luyện đi. Ngoại vi, nội môn. Đường Tuấn thay đổi sắc mặt, nói thân phận Cung Hỗn Nguyên còn phân biệt đẳng cấp sao? Viên Đại thản nhiên nói, đương nhiên là có. Cung Hỗn Nguyên là nơi thần thánh đệ nhất trong thiên địa, vô số người chen chúc lấn đầu. Chính là muốn lấy được một thân phận Cung Hỗn Nguyên. Thần quân, tôn giả, thiên quân cũng như vậy. Nếu như không có phân cấp, chẳng phải sẽ loạn sao? Trong lòng Đường Tuấn chấn động, từ lời nói của Viên Đại, anh đã mơ hồ đoán được gót chân Cung Hỗn Nguyên. Người có được căn nguyên chi lực lúc ở thần quân như anh, Cung Hỗn Nguyên sẽ tận lực đãi ngộ và bảo vệ. Viên Đại hạ giọng nói, biện pháp bảo hộ này sau này anh đột phá tiểu tôn giả sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, nếu như anh vẫn chưa có thực lực tương ứng, vậy chỉ có thể trách anh thôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Được rồi. Kết thúc lần thí luyện này, trong ký ức của mấy người bọn họ chỉ có cô gái kia thông qua thí luyện, còn anh thất bại. Thủ đoạn thi triển của tôi trừ khi tôn giả ra tay, nếu không sẽ không bị nhìn thấu, cho nên anh không cần lo lắng. Viên Đại vung tay lên, 8 người Đường Tuấn, Vũ Vô Thương lập tức biến mất trong không gian thí luyện. Lúc này Viên Đại mới nhìn về phía Thiên Tinh Mãng, mang theo tia tức giận, nói, bây giờ cậu hài lòng chưa? Thiên Tinh Mãng phun ra xà tín, nhìn phương hướng Đường Tuấn rời đi, trong đôi mắt to lớn lộ ra ý cười. Dường như cùng một lúc, trong mấy căn cứ, 8 người Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiển, Vũ Vô Thương xuất hiện. Mọi người đều mờ mịt, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ Vô Thương thông qua thí luyện. Trong ký ức của bọn họ. Chỉ có một mình Vũ Vô Thương thông qua lần thí luyện này, mà Đường Tuấn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mức độ cống hiến gần như bằng không, không tính vào trong đội ngũ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp hơn 10 căn cứ. Trong căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên đang gặp Vũ Vô Thương và Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên vừa nghe xong lời kể của hai người họ, cũng không hoài nghi. Ông ta hơi tán thưởng nhìn Vũ Vô Thương, nói quả nhiên thầy không nhìn lầm con. Cảm ơn sư phụ. Chương 3407 đây cũng là chuyện trong dự đoán. Trong âm thanh Vũ Vô Thương cũng mang theo vui mừng. Lâm Giang Tiên lại nhìn về phía Đường Tuấn, nói cậu không cần để ý. Đây là lần đầu cậu thí luyện,
chưa hiểu rõ nhiều thứ, thực lực của cậu cũng cần phải tăng lên. Đợi thí luyện lần sau, có lẽ cậu có thể thông qua. Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt Lâm Giang Tiên vẫn hiện lên tia thất vọng. Dù sao ngay từ đầu ông ta vẫn có kỳ vọng không nhỏ đối với Đường Tuấn. Không ngờ biểu hiện của Đường Tuấn lại không chịu nổi như vậy. Vũ Vô Thương nhìn Đường Tuấn, nhíu mày. Không biết tại sao, cô ta luôn cảm thấy Đường Tuấn không yếu đuối như vậy. Chỉ là trong ký ức về Đường Tuấn, quả thật Đường Tuấn không có bất kỳ biểu hiện kiệt xuất nào. Ngay cả cô ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác này đến từ đâu. Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà nghe Mạnh Thiển báo cáo xong, hừ nặng một tiếng, nói, Mạnh Thiển, con làm cha thất vọng quá. Mạnh Thiển lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù anh ta là nghĩa tử của Mạnh Tinh Hà, nhưng lần này vì để anh ta đạt được danh sách này đã trả giá không nhỏ, nên Mạnh Tinh Hà tức giận cũng rất bình thường. Mạnh Tinh Hà nói, nhưng kết quả như vậy cũng có thể chấp nhận, Lâm Giang Tiên chọn Đường Tuấn cũng không thông qua được. Hừ, hung hăng làm mất thể diện của Lâm Giang Tiên, xem như không tồi. Mạnh Thiển nói, phế vật đó, đừng nói một lần, cho dù 100 lần cũng không có cơ hội thông qua thí luyện. Thí luyện lần này, nếu không phải có Vũ Vô Thương thì anh ta đã sớm bị đuổi ra ngoài. Mạnh Tinh Hà xua tay, nói, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Vốn cha muốn mượn cơ hội này để thăng tiến thân phận của mình ở cung Hỗn Nguyên, xem ra chỉ có thể làm tạm thời mà thôi. Mạnh Thiển nói, nghĩa phụ, thân phận đệ tử cung Hỗn Nguyên khác nhau lớn vậy sao? Tại sao cha lại muốn lấy thân phận đệ tử nội môn như vậy? Mạnh Tinh Hà cười giễu một tiếng, nói, ha ha, ngay cả đệ tử ngoại vi cung Hỗn Nguyên con cũng không phải, có một số việc cha không có cách nói cho con biết, cho nên ánh mắt con thiển cận như vậy, cha cũng có thể hiểu. Con có biết tại sao thực lực của Chu Tước lại mạnh như vậy không? Không sai. Chính là vì rất lâu trước kia Chu Tước đã chiếm được thân phận đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên. Trước đó, thực lực của Chu Tước không chênh lệch nhiều so với chúng ta. Chương 3408 nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ này. Nhưng từ sau lần thí luyện đó, thực lực của ông ta bắt đầu tăng vọt. Sau này cha trở thành đệ tử ngoại vi cung Hỗn Nguyên mới biết được Chu Tước thần quân là đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên. Cung Hỗn Nguyên có được chiến pháp thần thông mênh mông như biển, mỗi một môn đều vô cùng mạnh mẽ, gọi là nguồn gốc vạn pháp cũng không quá phận. Mà những thứ mà đệ tử ngoại vi và đệ tử nội môn tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau. Cho nên Chu Tước mới có thể dẫn trước chúng ta nhiều như vậy. Nếu như cha có thể trở thành đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên, cha có lòng tin trong vòng 100 năm sẽ đuổi kịp Chu Tước. Mạnh Thiển giật mình, mặc dù rất lâu trước đó đã biết thân phận đệ tử cung Hỗn Nguyên vô cùng quan trọng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ này. Anh ta run giọng hỏi, nghĩa phụ, trở thành đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên rất khó sao? Mạnh Tinh Hà tự giễu một tiếng, nói, đâu chỉ là khó. Cha có thể nói cho con biết, đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên dường như đều là tôn giả. Chỉ có cá nhân là cảnh giới thần quân, nhưng những người này, mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có thể trở thành đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên, đại diện cho việc cung Hỗn Nguyên nhận định tương lai trở thành tôn giả của bọn họ. Cũng chính là một loại chắc chắn, cha đồng ý hy sinh tất cả để đổi lấy một suất đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên, nhưng cung Hỗn Nguyên hoàn toàn không hiểu. Mạnh Thiển giật mình, không nói gì thêm. Tôn giả chỉ là đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên. Cũng chính là nói địa vị của đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên và tôn giả dường như tương đồng. Trong căn cứ Hồng Lục, Đường Tuấn dùng thiên tinh lan thảo cực phẩm làm thuốc dẫn chữa trị cho vợ của Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên nói mấy câu cảm ơn, rồi để Đường Tuấn ở lại căn cứ Hồng Lục tu luyện. Đường Tuấn có thể cảm giác được thái độ của Lâm Giang Tiên hòa hoãn hơn trước đây rất nhiều. Dù sao đây cũng là chiến trường kỷ nguyên dùng thực lực xưng tôn. Đường Tuấn cảm thán. Với ký ức của đám người Vũ Vô Thương, Đường Tuấn cũng rất rõ nguyên nhân của việc thay đổi thái độ. Đây cũng chỉ là một loại bảo hộ anh của cung Hỗn Nguyên, cho nên anh chỉ đành chấp nhận. Lúc bước vào nơi ở của Lâm Giang Tiên sắp xếp, sắc mặt Đường Tuấn lắng xuống. Cuối cùng anh cũng có được lệnh bài thân phận đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên để luyện hóa rồi. Chương 3409 căn nguyên không gian. Rất lâu sau, Đường Tuấn mới duyệt xong lượng tri thức khổng lồ.
Anh từ từ thở ra một hơi, trên mặt là vẻ cực kỳ khiếp sợ. Trong không gian thí luyện, Viên Đại từng nói cung Hỗn Nguyên là thánh địa đệ nhất trong thiên địa. Lúc ấy Đường Tuấn hơi suy đoán về gốc rễ của cung Hỗn Nguyên, hiện tại trong lệnh bài ẩn chứa vô số tin tức vừa hay nghiệm chứng những suy đoán này. Cung Hỗn Nguyên không biết do ai sáng tạo, lúc thiên địa vừa mới sinh ra thì cung Hỗn Nguyên đã tồn tại. Sau khi luyện hóa lệnh bài xong, Đường Tuấn lập tức cảm ứng được tâm thần của mình và không gian chiến trường kỷ nguyên này thiết lập một quan hệ huyền diệu. Anh có quyền rời đi và nhập vào bất cứ lúc nào, không cần phải dựa vào người khác nữa. Ngoài ra, sau khi luyện hóa lệnh bài cung Hỗn Nguyên, anh cũng biết có vô số người tu hành hướng về phía cung Hỗn Nguyên. Có thể thông qua chỉ dẫn của lệnh bài cung Hỗn Nguyên tiến vào nơi gọi là căn nguyên không gian. Đúng như tên gọi của nó, trong căn nguyên không gian ẩn chứa các loại sức mạnh bản nguyên. Mà thân phận đệ tử cung Hỗn Nguyên càng cao thì có thể cảm ngộ sức mạnh bản nguyên ở trong căn nguyên không gian càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân Viên Đại nói cung Hỗn Nguyên là vạn pháp căn nguyên. Bởi vì tất cả pháp đều được cảm ngộ từ trong sức mạnh bản nguyên. Đệ tử ngoại vi, đệ tử nội môn, trưởng lão. Đây là phân cấp thân phận cung Hỗn Nguyên mà Đường Tuấn biết. Căn cứ phân cấp không giống nhau, cảm ngộ căn nguyên không gian cũng có hạn chế. Giống như đệ tử ngoại vi, một tháng chỉ có thể tiến vào căn nguyên không gian một lần, thời gian cảm ngộ là một canh giờ. Mà đệ tử nội môn, 10 ngày có thể cảm ngộ một lần, thời gian cảm ngộ cũng là một canh giờ. Trưởng lão, 5 ngày một lần, thời gian cũng là một canh giờ. Khoảng cách rất lớn. Dường như chỉ giới hạn về số lượng, nhưng thực tế lại cách nhau rất xa. Căn nguyên không gian. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Tâm thần tiến vào trong lệnh bài cung Hỗn Nguyên. Sau một khắc, ý thức Đường Tuấn xuất hiện trong một mảng không gian hỗn độn. Không gian thật rộng lớn, căn nguyên chi lực thật nồng đậm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Tuấn về căn nguyên không gian. Thần niệm của anh tản mát ra ngoài, cảm ứng được rất nhiều căn nguyên chi lực, có căn nguyên kim, căn nguyên mộc, căn nguyên phong các loại. Đây chỉ là căn nguyên chi lực phổ biến nhất. Đây chỉ là khu vực ngoài cùng của căn nguyên không gian, cũng là phạm vi các đệ tử ngoại vi có thể hoạt động. Thần niệm Đường Tuấn kéo dài theo một hướng nào đó. Chương 3410, vậy quả thực hơi đáng tiếc. Tu giả dựa vào thân phận cung Hỗn Nguyên không giống nhau, tiếp xúc với phạm vi căn nguyên không gian cũng khác nhau. Càng tới gần trung tâm, sức mạnh bản nguyên càng hiếm cũng càng mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là khu vực hoạt động của đệ tử ngoại vi, nhưng vẫn rất rộng lớn. Hóa thân thần niệm của Đường Tuấn di chuyển về phía khu vực sâu hơn. Bỗng nhiên trong lòng anh khẽ động, nhìn về phía phương hướng nào đó. Anh cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Do dự một lát, anh lập tức di chuyển về phía phương hướng đó. Mấy hóa thân thần niệm khoanh chân ngồi ở trong không gian hỗn độn. Khuôn mặt dần rõ ràng, cuối cùng lộ ra, có một người trong số đó là Mạnh Tinh Hà. Ở bên cạnh Mạnh Tinh Hà, còn có mấy hóa thân thần niệm. Một tháng mới có một cơ hội cảm ngộ căn nguyên, đối với chúng ta thật sự là quá quý giá. Một người trong đó cảm thán một tiếng, nói, nếu có thể đạt được thân phận đệ tử nội môn, thì khả năng đột phá tôn giả của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Mạnh Tinh Hà, nghe nói mấy ngày trước ông bảo nghĩa tử của mình tham gia thí luyện cung Hỗn Nguyên, kết quả như thế nào rồi? Mạnh Tinh Hà lắc đầu. Nói, bị đệ tử Vũ Vô Thương của Lâm Giang Tiên cướp cơ hội rồi. Người đó nói, vậy quả thực hơi đáng tiếc. Tư chất Mạnh Thiền không tồi, nếu như có thể trở thành đệ tử ngoại vi cung Hỗn Nguyên thì có thể giúp ông một ít, ông muốn đạt được suất đệ tử nội môn cũng thoải mái hơn nhiều. Mạnh Tinh Hà nói, muốn trở thành đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên đâu dễ dàng như vậy. Mấy người chúng ta đã phấn đấu mấy vạn năm, chẳng phải vẫn dậm chân tại chỗ sao? Mọi người nghe vậy, đều đau lòng. Được rồi. Cảm thán những thứ này vô dụng, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Mỗi tháng một cơ hội cảm ngộ căn nguyên, đối với chúng ta đã rất khó khăn rồi. Mạnh Tinh Hà nghiêm túc nói. Đang lúc ông ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện, một đoàn khí tức hỗn độn xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.